Chào thế anh em, quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp và Công Trình. Nay quay cho anh em cái cặp đùi này đã test này. Rồi mua chưa có test. Rồi chỉ mua kiểm tra thôi. Mua chưa có test. Mình mới test nó xong. Rất là nhiều, phòng 1, phòng 1 rưỡi. Nhiều lắm. Tôi đã test hết rồi. Rồi. Không chạy thôi đi. Tao biết rồi, tao buồn. Hả? Biết không? Anh ấy cục gì không biết mà. Không phải. Nó bị... chưa, cái đó chứ mày luôn. Căng á, căng á, mày bớt áp đi xuống đi. Thank you.